Hello mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Trong video chia sẻ ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cái cách tải app để khai thác cái đồng CXC dựa trên cái nền tảng của ChatGPT. Thì hiện nay thì cái trend về ChatGPT cũng đang rất là hot và cái kèo này là chúng ta khai thác hoàn toàn miễn phí. Sau này thì cũng có thể là rút về và bán được nhé. Thì đây là một cái dự án nó cũng mới ra thôi, nhưng mà cũng khá nhiều người đăng ký và tải rồi. Nên là với những cái dự án miễn phí này, anh em chúng ta tốt nhất là đừng nên bỏ qua. Và cái video này mình sẽ hướng dẫn mọi người cái cách đăng ký cũng như là cách khai thác cái đồng CXC này. Rồi trước tiên thì mọi người cần bấm vào đường link ở dưới phần mô tả. Thì sau đó thì mọi người sẽ bấm vào tải app Google Play nhé. Thì hiện nay cái app này nó đã có ở trên iOS và mình cũng có dẫn cái đường link tải app ở trên iOS nhé. Thì anh em nào dùng iPhone có thể tải theo cái đường link của iOS. Rồi bấm vào thì mọi người sẽ tiến hành tải và cài đặt cái app này về. Thì đây là cái app có tên là CharacterX Chat with Bot, tức là ChatGPT đấy. Mọi người sẽ bấm chọn và cài đặt cho mình. Ok, sau khi cài đặt xong thì mọi người sẽ mở ra và sẽ tiến hành là đăng ký một cái tài khoản. Rồi ở đây thì mọi người sẽ chọn đăng nhập với Google cho mình. Mọi người bấm chọn vào Google này. Rồi sau đó thì sẽ chọn tài khoản để đăng nhập nhé. Rồi. Ok, mọi người bấm chọn Next. 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 Rồi chọn Continue. Rồi sau đó thì ở đây mọi người sẽ đánh giá cái 5 sao cho mình. Đó, và có thể để lại một cái nhận xét. Thì với đánh giá này thì mọi người cũng sẽ được cộng điểm nhé. Rồi chọn gửi. Ok. Rồi bấm chọn. Rồi thì sau khi mà mọi người đánh giá xong ấy, thì nó sẽ xuất hiện một cái bảng ở đây. Thì hàng ngày thì mọi người sẽ vào check in để nhận cái đồng này về. Tức là ngày đầu tiên mọi người sẽ nhận được 500 này. Ngày thứ hai nó sẽ tăng nhé. Ngày thứ ba nó sẽ tăng lên. Đấy, mọi người sẽ điểm danh trong vòng 7 ngày thì sẽ mở được một cái hộp quà này. Thì đây mọi người bấm chọn vào để check in. Rồi ok, như vậy đã check in xong. Thì mọi người sẽ bấm vào dấu X để thoát ra. Thì đây chính là cái khung chat của GPT. Ở bất cứ cái gì thì mọi người muốn hỏi cái gì về cái chat GPT này thì nó sẽ trả lời nhé. Đó. Ví dụ như là mình nhập một cái câu hỏi vào đây. Thì ở đây chúng ta nó sẽ cho chúng ta ba cái tin nhắn để hỏi và sẽ nhận được cái đồng ghét MCX này. Đó thì mọi người ví dụ mọi người sẽ hỏi nó ba câu hỏi là bất kỳ mọi người muốn hỏi về lĩnh vực gì cũng được nhé. Đó thì sau khi gửi mang ba tin nhắn xong thì mọi người sẽ nhận được cái đồng token CXC này. Rồi thì ví dụ ở đây mình sẽ nhập một cái tin nhắn này. Mọi người cũng có thể nhập tiếng Việt cũng được nhé. Tôi muốn biết giá Bitcoin ngày hôm nay chẳng hạn. Rồi sau đó mọi người bấm gửi tin nhắn cho nó. Thì ở đây thì nó sẽ trả lời này. Đó. Đấy nhé, thì mọi người sẽ có 3 tin nhắn thì mọi người muốn hỏi gì thì hỏi nhé. Và sau khi hỏi xong thì mọi người sẽ nhận được cái đồng CXC này miễn phí. Đó, mọi người hỏi tiếng Việt thì nó cũng sẽ trả lời bằng tiếng Việt luôn cho mọi người. Đó, thế thì mình chỉ hỏi những câu ngắn thôi. Đó, ví dụ như cách bảo mật ví chẳng hạn. Ví điện tử. Đó, mọi người thấy không? Mọi người hỏi cái gì nó cũng đều trả lời nhé, rất là nhanh, thì cái này tương tác rất là nhanh. Đó, thì ở đây thì mọi người sẽ nhận được là 10.000. Mọi người sẽ nhận được là 10.500 cái đồng này, CXC này, nó sẽ xuất hiện ở đây luôn nhé. Rồi, ok, sau khi hỏi xong 3 câu hỏi ấy, thì mọi người bấm vào mũi tên để quay trở lại. Rồi, sau đó thì mọi người bấm vào cái mục là ơn này cho mình. Rồi, thì ở đây ấy, thì mọi người sẽ bấm vào cái mục, cái mũi tên ở chữ crew này này. Sau đó thì mọi người sẽ
nhập cái mã giới thiệu, cái mã code giới thiệu của mình vào đây để nhận thêm được 10.000 cái đồng CXC này nhé. Thì cái mã code giới thiệu mình có để dưới phần mô tả, mọi người copy và dán vào đây cho mình. Rồi, ok mọi người, sau khi dán cái mã giới thiệu vào đây thì nó sẽ duyệt cho mọi người là nó sẽ xuất hiện cái hình này nhé. Và đây là chính là cái mã giới thiệu của mọi người để mọi người đi chia sẻ. Thì mỗi một lượt đăng ký thành công, mọi người sẽ nhận được là 10.000 cái này cộng với 5% cái tốc độ khai thác nhé. Rồi ok, sau đó thì mọi người bấm chọn mũi tên để quay trở lại. Rồi, mọi người tiếp tục đánh dấu 5 sao này. Đó, thì cái này thì chúng ta làm từ ban đầu rồi đúng không? Rồi sau đó thì mọi người ở đây thì nó sẽ hỏi là bạn cảm thấy thế nào về Character X, thì mọi người sẽ nhận đánh giá thôi. Đó, ok là xong rồi. Đấy, chúng ta đánh giá từ ban đầu rồi. Rồi, sau khi hoàn thành thì mọi người bấm chọn Go để nhận thêm 2.000 cái đồng CXC này. Rồi, ở đây thì nó sẽ yêu cầu cho phép mọi người bật thông báo. Rồi, mọi người quay trở lại. Rồi, sau đó bấm chọn Claim Reward để ok. Rồi tiếp theo nó sẽ xuất hiện ra những cái bảng này để chúng ta trả lời câu hỏi. Mỗi một ngày chúng ta sẽ trả lời một câu hỏi nhé. Mọi người sẽ bấm vào đây này. Rồi thì ở đây thì trả lời một câu hỏi mọi người sẽ nhận được là 1.000. Đó thì mọi người bấm chọn Start Lesson. Rồi Next. Thì nó sẽ hiện ra là 4 cái đáp án. Thì mọi người sẽ bấm vào từng đáp án nhé. Nếu mà nó xuất hiện màu đỏ này nghĩa là sai. Đó. Rồi mọi người bấm vào nó xuất hiện màu xanh này nghĩa là đúng, thì mọi người chọn Complete Lesson. Rồi ok, bấm chọn ok, như vậy mọi người sẽ nhận thêm được 1.000 cái điểm này nữa. Rồi sau đó thì quay trở lại này. Rồi sau khi trả lời xong câu đầu tiên thì nó sẽ mở khóa câu thứ hai. Mọi người tiếp tục bấm vào, bấm chọn Start Lesson. Rồi cứ next. Rồi sau đó mọi người chọn đáp án nhé, cứ đáp án xanh là đúng. Ok, quay trở về này. Rồi đến câu hỏi thứ 3. Đó, như vậy hoàn thành xong 3 câu hỏi thì sẽ nhận thêm được 3.000 cái đồng CXC này. Bây giờ mọi người quay trở về. Rồi, sau đó thì mọi người sẽ kéo lên này. Ở đây thì nó sẽ có cái chữ Start Calculating, tức là mọi người sẽ khai thác hàng ngày. Và hàng ngày mọi người sẽ vào đây bấm chọn kích chọn khai thác nhé. Mọi người bấm chọn Start này. Rồi thì ở đây là cấp độ Level 1, thì bấm chọn Start To này. Đó thì ở đây thì cứ đầy 10.000 cái năng lượng pin thì nó sẽ dừng cái block này và chúng ta sẽ vào để Claim Reward. Đó, đây mọi người nhìn nó nhảy này, cứ nhảy đủ 10.000 thì nó sẽ dừng khai thác nhé. Nó sẽ khai thác theo cái dạng block. Đó thì anh em cứ sau khi đầy đủ 10.000 thì anh em sẽ dừng lại và chờ cái giờ của nó kết thúc. Rồi tiếp theo thì mọi người sẽ bấm vào cái hình account này. Đó, sau đó thì mọi người sẽ xác minh ở trên Discord và nhận thêm là 30.000 cái điểm Boy CXT. Thì điểm Boy CXT này sau này sẽ quy đổi ra cái điểm cái đồng token CXC này. Đó, thì mọi người bấm chọn nó Verify này. Rồi sau đó đăng nhập vào Discord. Rồi ở đây thì mọi người sẽ chọn phê duyệt này, cấp quyền này. Rồi chọn chấp nhận lời mời. Rồi sau đó kéo sang bên phải thì ở đây mọi người sẽ bấm chọn vào cái mục là Verify cho mình. Và tích vào cái email này. Tích vào dấu tích. Đó, như vậy đã xác minh Discord thành công nhé. Đó, sau khi tích và xác minh thành công thì nó sẽ xuất hiện ra những cái ở đây. Đó, rồi ok, bây giờ quay trở lại. Thì sẽ chờ đợi nó verify nhé. Rồi, như vậy là đã verify thành công. Như vậy là sau khi verify thành công
Discord và email thì mọi người sẽ được thêm là 40.000 cái điểm POI CXC này. Đó, điểm POI CXC này, và cái việc này sau này thì nó sẽ cho claim nhé. Tức là sau khi mà nó tính toán cái số điểm và cái thứ hạng của mọi người thì nó sẽ cho mọi người claim cái điểm này về để quy đổi ra cái đồng CXC. Rồi. Đó, và thì mọi người nhớ hàng ngày vào điểm danh này để nhận này. Sau đó thì bấm chọn khai thác để nhận cái token. Đó. Đấy, thì ở đây thì nó có cái việc là tăng tốc khai thác bằng cái việc mua. Thì mọi người bấm vào, ví dụ như ở đây mọi người đủ 36.000 thì mọi người sẽ được min một cái quả pin để tăng tốc độ khai thác lên là 16.000 cái đồng CXC này trong một ngày. Đó, 98.000 thì mọi người sẽ nhận được là 30.000. Đó, thời gian là 24 giờ trên ngày đó. Đấy, thì cái việc khai thác này nó gần giống như là cái dự án gì nhỉ? Dự án Wildcat. Đó, nó khai thác cũng giống như cái dự án Wildcat nhé. Rồi, thì đây là một cái kèo khá là ngon, thì anh em đừng bỏ qua nhé. Và mình cũng sẽ xin kết thúc video tại đây. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.